Chào các bạn YouTube. Lâu lắm rồi mình mới trở lên có mặt trên kênh của mình. Hôm nay mình muốn giới thiệu với lại các bạn cái máy Canon PowerShot G9, tức là G9. Máy này thì nó đã sản xuất từ năm 2007 tới bây giờ là 17 năm rồi. Mình có cái máy này mua lại 60 đồng. 60 đô vẫn còn tốt, và nhưng mà nó chỉ chụp hình được thôi, chứ còn video thì trong cái clip này mình chỉ để hình thôi chứ không có video clip. Cái lens này là từ 24 cho tới 210mm, và cái cỡ của cái hình là 12 megapixel. Mình đã có qua cái máy Canon PowerShot G12, và mình rất là thích trong vòng khoảng 10 năm về trước. Như mình đã nói thì trong cái video này mình chỉ có hình ảnh thôi mà không có video. Đây là cái building mình đang ở, building 6 tầng, mình ở trên lầu 6. Khu Clanthan này mình ở phần nhiều là những chung cư thấp thôi. Cái chung cư cao nhất là khoảng có 9 tầng thôi. Mình thì ở trên lầu 6 và ngó bên kia đường là một cái sân vận động. Và dân ở đây nói là ngoại kiều cũng không đúng. Người ta ở đây cũng mấy đời rồi. Họ rất là thích đá banh. Dân nhập cư từ Thổ Nhĩ Kỳ từ sau Thế chiến thứ 2. Như các bạn đã thấy thì xung quanh đây là những chung cư. Ở phần đông là những chung cư, cái khu này, khu xóm này mình gọi là khu xóm này đi. Từ nhà mình đi ngang qua sân vận động và vào đến cái khu vườn. Nói đúng ra là tại vì xung quanh đây là chung cư, thành ra dân đâu có vườn riêng để mà trồng trọt gì. Thành phố thường có những khu đất trống, họ chia ra và họ đã cho mướn từng khu vườn. Người dân ở đây họ có thể mướn, rồi họ ra họ làm trồng rau cải, trồng cây trái và trồng hoa, rồi họ làm những căn nhà nhỏ nhỏ, những căn nhà giống như là chỉ để mùa hè hay là mùa xuân họ ra ngoài đó rồi ngồi uống nước, hoặc là tụ tập cho gia đình thay vì cứ ru rú ở trong căn hộ ở trong chung cư. Do vậy chứ những khu vườn này cũng rất lớn. Mình đã có những khu vườn trong quá khứ như vậy, nhưng đến tuổi này thì mình không có dám nhận lãnh những công việc làm vườn trồng trọt như thế này nữa. Đối với tuổi mình thì nó hơi khó khăn. Mùa xuân đang đến, hoa đang nở rộ trong vườn. Đi dạo và ngắm nhìn bông hoa cũng là một thú tiêu khiển trong những ngày nắng ấm như thế này. Mặc dù chỉ là một khu phố nhỏ, nhưng cũng có những quán hàng cà phê hay siêu thị kế bên chung cư của mình ở. Ở xóm mình phần nhiều là dân nhập cư từ các nước khác. Mình thấy cũng rất ít dân Đức chính cống ở đây. Phương tiện chuyên chở công cộng ở đây thì rất là tốt. Xe buýt luôn luôn có đầy đủ nên đúng ra mình không cần có xe hơi cũng đi lại được dễ dàng. Hơi lạ là Đức vẫn còn hút thuốc lá nhiều nên mấy bán thuốc lá vẫn thịnh hành nơi nơi. Đây là chỗ mình bỏ ve chai hoặc quần áo cũ để thành phố tái chế lại. Ở trên lầu cao thì cảnh nhìn ra rừng và thành phố, mình có cả ba phía. Mà nói về rừng thì chắc các bạn cũng đã biết Đức nổi tiếng về rừng. Thành phố và dân cư có phát triển đến đâu chăng nữa thì họ vẫn hạn chế và vẫn giữ rừng để thiên nhiên không bị ảnh hưởng. Từ chỗ mình ở thì đi bộ khoảng 15 phút
hoặc đi xe không đầy 5 phút là mình có thể vào những khu rừng kế cận. Đi dạo trong rừng thì thú lắm. Trong rừng ở Đức, để xa lánh tiếng động ồn ào trong thành phố, hưởng không khí trong lành, phong cảnh thanh tịnh. Nhưng cái việc mình muốn nhắc đến đó, là dù cho đi dạo trong rừng một mình nhưng rất là an toàn. Trong clip này mình muốn xem những hình ảnh này để biết phẩm chất của cái máy hình đã hơn 17 năm, cái máy hình Canon G9. Theo mình thấy thì nếu không cần phải phóng lớn những hình này thì phẩm chất hình rất đẹp và sắc sảo, xứng đáng để mình tải trên mạng. Và hình sau cùng là từ căn hộ mình, nhìn được cảnh bình minh đẹp tuyệt vời. Xin chào các bạn, mình hẹn các bạn video đến nhé.